lên là hai cái càng. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình dừng chuẩn bị làm ít đồ mang theo đèn đèn máu ăn này, chai nước được uống, cái gạo này và cái không thể thiếu trong khi đi rừng là đuôi ủng, bao lô để đựng đồ này. Bán mình đi xem có con chuột nào để mình được bán nhá. Giờ hôm đi chơi được, anh em nhìn thế này nhưng mà khá là dốc nhá, xe không đi nổi luôn. Sắp đến đỉnh rồi nhưng mà khá là dốc. Gọi là đi chơi nhưng mà không bỏ công. Hết xăng rồi. Đây, bây giờ anh em chuẩn bị kiểm tra cái xe xem là hết nhất hay là vì sao mà nó không kêu nữa. Chuyến đầu tiên kiểu gì đấy, tâm là nhất rồi. Đúng rồi. Còn chứ chắc còn chưa đầy một bát đấy. Còn ít như thế này đi, như dốc nó mới hết đấy. Rồi. Thằng cái ba lô giáp theo cái xe nữa, theo cái đường không ra cái gì. Nên bây giờ thằng em thử lại cái xe xem có kêu gì không. Xe này là được cái là không nổ được, mà phải xuống dốc để xe nó nổ thôi. Giờ anh em đi tiếp nhé. Xe không nổ được, khổ thế. Ah.
Alo lại rơi rồi. Thế nhỉ. Đây anh em nhé, đến cái đoạn này thì sạt lở rồi, đường còn tí trên này, đi tạm thì vẫn đi được nhưng mà nguy hiểm lắm. Đường này chỉ có anh em ở trên núi mới biết thôi. Bà lô đấy, không muốn đi, muốn ở lại à, vứt luôn.
tắm hết đường xe nhá anh em nhá. Đây. Gặp mấy đứa em nó đang đi lấy đồ ở trên rừng về. Đồ này là đồ trồng về nhá. Không phải là đồ rừng đâu, đồ trồng ở trên rừng thôi. Đến nơi cuối cùng thì chiếc xe của chúng ta đã hết đường và chúng ta sẽ tiếp tục con đường này lên trên một đoạn nữa. Thế thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ nhá. Bộ thì let's go, đưa anh ấy đi khám phá rừng nhá. Đoạn này đi lên trên còn anh em gần đến nơi nhá. Nước này rất là trong veo. Nóc mẹ chưa? Quả đây. Anh đang chuẩn bị lấy đồ để anh mình ăn trưa em buổi trưa nhá.
chưa anh có cá rồi. Nói chung là ăn như thế này cũng ngon, sống ngon giá. Chưa anh có cá rồi. Nói chung là ăn như thế này cũng ngon, sống ngon giá. Anh em mình chuẩn bị đi bái nhá. Tôi có tôm hóa cho anh em là mình ra nhìn thực ra lên gì nhỉ? Cách bái chuột. Thật quả đây. Ơ năm nay không sai quả đâu. Thì rau đán đây. Rau đán trên rừng đấy. Đây, hậu quả. Đã đến mùa, vừa đến mùa sấy hậu quả rồi. Rau đắng này. Ui 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 ui, có ong ấy. Ui ong đấy. Ui chú lá khô khô này có ong nhá. Anh em đi rừng vào cái mùa tám bảy sáu tám bảy này đi à, hay có người ong này ở trên lá khô hay ở trong chiếc lá to ấy. Đường chuột này, nhưng mà cái đường nhìn nó phải đẹp. Ôi. Mùa này đi rừng nào. Đây. Mùa tối. Đi trên rừng, trên cái đường chuột đấy đường đang qua đường như thế này, đặt máy đi cho chỗ nào thiết thật tự mình cho máy vào nhé. Nếu anh em đang bay thì cẩn thận nhé. Trượt là đánh vào tay luôn.
cái đường chắc là đi đâu xem nào. Chắc đập bẫy. Chắc thế nào. Trong bãi vào thì đẹp lắm. Đồng thì hổ như thế này thôi. Tôi cho đất vào. Anh em thấy cây như thế này thì chuột cũng gã nhá. Thì chuột mà sóc. Mà sóc gã thì mình tìm cái đường đấy. 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 Như thế này mình bái nó mới chắc an cơ. Mình tìm xem nào. Xem nào. Thank you.
Cái này không phải rồi. Này. Bị cong bị vẹo. Các anh thả bẫy nhé. Mình không biết thả thử. Về thả tay. Nắng được cái bài bế kia đặt ở trên này. Bài này đọc rất khó đấy. Cái bài này đọc khó này là anh em cần thích nhé. Phải tìm cái điện này thích hợp để nó nhạy vào cái đạc này mình không biết này đi. Nó rộng như thế này nhìn là mình tắt nó ăn luôn. Xong cho những cái chỗ cây hậu mắc này xong còn cho nó gạ cái đặc chi tiết ở đây. Mà buộc phải buộc chắc vào nhá, không thì bái được thì con chuột nó khỏe quá thì nó giục một phát là bay luôn. Đấy. Thằng này mình sẽ ăn nhé. Trên rừng càng cả cái cây này, cây gì anh nhỉ? Cây cung. Cây cung.
nhưng mình tự xem được mấy con nhé, xem có được mấy bữa không. Xong bỏ ra nhỉ. Nó chưa béo. Một thời gian là nó mới béo cơ. Đang làm việc rất là chăm chỉ nhá. Có làm mới có ăn. Sắt đi rồi. Ui ui. Còn đấy, đây còn đấy. Ui. Đánh làm. Mình thử bắt nha. Ui, yêu. Ui, nó chạy rồi. Ui. Không bắt được. Nó chạy rồi. Cây này. Cao. To lắm. Cái này chắc nghìn năm tuổi rồi. To lắm. Cái này chắc cùng loại chứ. Anh em đi rừng nhớ là cẩn thận nhá. Đấy. Con rết này. To chưa? Hay cái càng này ấy. Đấy. Ghê lắm. Ghê chưa? Ui. To chưa?
Đấy. Ui. Ui. Như chú mà thường hay móc như thế này ấy thì anh em đi rừng. Tay ạ, tay. Đấy. Cho anh em đi. Anh đi rừng nếu gặp cái chỗ cây nó thường mọc móc móc như thế này thì anh em nhớ cẩn thận nhá. Con rết to chưa? Khổng lồ đây. Ok. Lấy không? Có. Cái này nó này nghe bác kể là ăn được mà. Mình bóc cái chân kia ra hết rồi mình mang đi nướng ăn. Đó là hai cái càn. Ai, đi rừng anh em nhớ cẩn thận vào nhá. Có dáng cái gì có hết. Hôm nay anh em mình đi gặp cả tòa nát rồi đấy. Tỏ ra tùa rồi hả? Gặp dáng này. Ui ui. Sợ chưa? Mẹ kinh. Ê, là nào mỏ ha? Này, to chưa? Cái này chắc dán chuột đấy. Ừ. Nhìn cái bụng nó kìa.